nâng lên mọi cột mốc cùng Carlsberg. Chất men của thành công. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Chào tất cả các sát, em tên là Nguyễn Mạnh Hùng ạ. Còn em là Bùi Việt Thái ạ. Chúng em là founder của nội thất Man, một trong những local brand nội thất đầu tiên của Việt Nam. Chúng em tới đây kêu gọi 7 tỷ trong 10% cổ phần. Man ra đời để định nghĩa lại sự sang trọng. Với Man, sự sang trọng không gắn liền với sự xa xỉ mà là một trạng thái khi con người ta tận hưởng cuộc sống một cách văn minh nhất. Man tin rằng sứ mệnh của mình là mang sự sang trọng tới nhiều người nhất có thể thông qua việc tạo ra những cái sản phẩm nội thất với thiết kế thời trang, với chất lượng và dịch vụ tốt và với mức giá hợp lý dành cho người tiêu dùng Việt. Thiết kế các sản phẩm của Man là sự kết hợp giữa những đường nét sang trọng của phong cách tân cổ điển và sự tối giản, khúc chiết của phong cách hiện đại. Đặc biệt là tất cả các sản phẩm của Man đều được thiết kế bởi nhà thiết kế người Việt, đều được sản xuất bởi những người thợ thủ công lành nghề của Việt Nam và quan trọng hơn cả là tất cả nguyên liệu đều được nhập khẩu với đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn và bảo vệ môi trường. Sau 5 năm hình thành và phát triển, hiện nay Man đang có 3 showroom trưng bày sản phẩm. Mỗi showroom có diện tích gần 500m² và ở các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn. Hiện nay Man đang có hơn 250 sản phẩm cùng với 15 bộ sưu tập, đáp ứng đủ các nhu cầu của các không gian trong một ngôi nhà Việt. Sau đây em xin phép được mời các sắc lên trải nghiệm sản phẩm. Up to you, sir. Thì em sẽ lên cùng sir. Là bộ sưu tập Victoria. Đây là bộ sưu tập bestseller của bọn em trong năm 2023. Cả bộ này có tổng trị giá là 115 triệu. Wow. Đây là những bộ sưu tập mà có giá đắt nhất của bọn em luôn rồi. Tức là mình mang bộ đắt nhất lên đây hôm nay đúng không? Vâng, bộ đắt nhất lên đây. Rồi đi ngồi đó đi luôn cho rồi. Rồi khỏi ngày xuống đây nữa. Ở đây luôn. Ok. Đây là bao nhiêu phần trăm nào? Nhưng mà thông thường thì nếu mà đây là bộ đắt nhất thì cái mức giá trung bình nó sẽ rơi vào khoảng dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Về mặt trung bình các bộ sưu tập của bọn em sẽ rơi tầm khoảng từ 70 cho đến là 90 triệu. Trong cái bộ đầy đủ item. Chính xác ạ. Tụi mình có về lại kia mình hỏi không? Chắc mình phải về được. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Carlsberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Nhóm khách hàng của các bạn đang nhắm tới là những người mà có độ tuổi khoảng từ 30 trở lên và thường là họ sẽ sắm những đồ này cho căn hộ đầu tiên hay là thứ hai của họ. Thường là thứ hai anh ạ. Nhưng mà rõ ràng là khách hàng của bọn em đang có xu thế trẻ hơn rồi. Ngày xưa là những năm đầu của em làm thì khoảng trên 30 cơ, nhưng bây giờ đã có những cái bạn mà kiểu 98, 99. Nói ví dụ như em sản xuất là theo yêu cầu đơn đặt hàng hay là em sản xuất theo hàng loạt để em bán? Gần như hàng trưng bày là bên em là sẽ làm sẵn ra trước. Còn khách hàng đến đấy, đến showroom bên em chẳng hạn, khách hàng sẽ xem, trải nghiệm mẫu, xong rồi chọn mẫu, xong rồi bọn em sẽ customize theo việc là khách hàng có thể thay đổi màu sơn này, kích thước này, chất liệu bọc. Như vậy thì cái năng lực cốt lõi của các bạn sẽ là thiết kế ra những cái mẫu mã phù hợp với khách hàng này, tìm được cái nhóm khách hàng đó để họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra mua với cái thương hiệu các bạn đưa ra. Dạ vâng. Chỉ vậy thôi đúng không? Bây giờ thì là đúng đấy. Nhưng mà rõ ràng là em nghĩ là về tương lai này mình có thể làm nhiều thứ hơn. Mình hỏi như vậy là vì mình muốn biết liệu có nhiều khách hàng họ đến với bên bạn và họ xem những cái mẫu mã này, họ nhận báo giá xong rồi họ sẽ tìm cách họ đi ra một cái xưởng khác họ đặt hàng thử không? Cảm giác thì nó dễ copy đúng không ạ? Thì ngay từ đầu 2018 lúc bọn em mới thành lập ạ, có những đơn vị nó nhái rồi và những cái sản phẩm này của bọn em là có thể copy nhưng mà không hề dễ để sao chép toàn bộ những cái thứ đấy. Hay là một cái đơn vị nó phải mất nhiều thời gian cũng như là làm nhiều lần để có thể là làm ra một cái sản phẩm nó tương tự như bọn em. Họa tiết nó chỉ to hơn, nhỏ hơn, cái vai nó chỉ thấp hơn, cao hơn một chút thôi, nó đã đang đến điều khác biệt rồi. Mình có cách nào mình có thể data để thiết kế sản phẩm nắm bắt được cái thị hiếu? Đúng rồi, bán chạy. Vâng. Ngay từ thời điểm đầu bọn em mới thành lập, em không biết. Tuy nhiên là khi mà xác định được cái thứ mình đang bán thì bọn em bắt đầu là theo dõi thị trường và xem những cái sản phẩm nào đang được bán chạy trên thị trường để mà giảm thiểu rủi ro của mình, để tạo ra những sản phẩm có cái tính đặc trưng riêng của mình, nhưng mà tuy nhiên là vẫn follow theo cái thứ mà cái thị hiếu đang có hiện nay. Và sau khoảng thời gian 5 năm thì bắt đầu bọn em đã có những cái tính đặc trưng nhất định cụ thể. Đến thời điểm này thì bọn em không cần phải nghĩ cái know-how để tạo ra cái thứ sản phẩm mà khách yêu thích nữa rồi. Sản phẩm của em có cá tính gì riêng không? Nó rất là cong. Cong á? Cong mình thấy ra đồ, là... đồ tân cổ điển nó cũng cong mà. Không, thực ra thì có một cái hình tượng. Thực ra là có một hình tượng như này mà em hay nói với mọi người là đồ của mình là có một đặc tính là phúc hậu. Đấy là một hình ảnh mà mọi người thể liên tưởng từ cái một người phụ nữ phúc hậu ra được cái đồ của bọn em. Lợi nhuận năm 2023 của mình là bao nhiêu? Năm nay, 9 tháng đầu năm nay thì là doanh thu của bọn em là 13,5 tỷ. Bọn em tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng được một chút, lãi được khoảng 22 triệu. Còn về 22 triệu. Vâng. 9 tháng đầu năm nay ạ.
Đó, tí nữa em sẽ giải thích. Coi như là break even. Dạ vâng, trong năm nay là bọn em đang hòa vốn. Mà hết năm nay về quý 4 thì bọn em nghĩ bọn em có thể hit được khoảng 35 tỷ doanh thu. Có hai lý do. Thứ nhất là cái ngành này thì quý 4 ấy, thường thường là cái quý mà doanh thu cao điểm nhất. Và nó sẽ bằng khoảng bằng 1,5 đến 2 lần so với tổng 9 tháng còn lại cộng vào. Yếu tố thứ hai em nghĩ có thể đạt được cái target đấy thì là năm nay bọn em có thêm showroom Sài Gòn nữa. Bọn em mở được 2 tháng thì cũng có cho em nhiều tín hiệu tích cực. Và em nghĩ rằng là có thể đạt được. Mình biết cái tình hình kinh tế năm nay nó cũng không ổn giống như những gì mà đơn kỳ vọng. Và không những ở Việt Nam mà còn những nước khác nó rất khó khăn. Dạ. Đầu năm nay khi mà bọn em đăng ký sát tanh ạ. Đấy, bọn em cũng kỳ vọng một cái doanh thu này nó tương tự như các cái đà tăng trưởng của những năm trước, đó là cứ gấp đôi. Đấy, thế nên là đến cái thời điểm này sau 9 tháng thì bọn em đã nghĩ là bọn em đã biết điều hơn. Đấy, và nhìn nhận cái thông số thực tế để có thể là có những cái deal mà kéo gần các sát lại được so với bọn em hơn ạ. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Vậy mình định vị cái thương hiệu của mình trong mắt khách hàng sẽ là như thế nào? Giả sử khi người ta nhớ đến một cái thương hiệu cực kỳ sang, người ta sẽ đến ví dụ như Eurostyle của Shark Tank chẳng hạn, ví dụ thế. Người ta nghĩ đến thương hiệu mà nó gia dụng một chút thì người ta đến IKEA. Mình định vị mình thiên về cái gì? Mình mạnh về cái gì ạ? Về thiết kế hay là về chất liệu hay là về giá thành? Tóm tắt thì em nghĩ là bọn em là món hời cho người có điều kiện. Nghĩa là em nghĩ là với những một cái thẩm mỹ và cái chất lượng như thế này thì em tin là bọn em với định vị là một local brand ấy, là một designer brand ấy, thì bọn em là đang là giá tốt nhất. Em nghĩ là bọn em sẽ đem lại giá trị thật. Bọn em quan niệm là sự sang trọng nó không gắn liền với đắt đỏ. Thì chắc á, dạ, là người ta mua hàng hóa là dựa trên cái thương hiệu đó. Cho nên ở đây á, mình không thể đề cập đến vấn đề về chất lượng, từ khi em bán hàng xa xỉ, em bán hàng cao cấp là cái việc chất lượng nó gần như là nói như nhỉ. Cái ranh giới giữa cái hàng cao cấp của các sắc nói với cả cái hàng trung bình ấy ạ. Thực ra cái ranh giới nó có rất nhiều cái khoảng trống ở giữa. Và em tin rằng bọn em có thể lấp đầy cái khoảng trống ở giữa đấy. Đi kèm với đó em cũng thấy đó, anh dẫn chứng đây, trong nhiều năm em không thể nào tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Em bán hàng xa xỉ mà thực chất lợi nhuận em rất là thấp. Bọn em không định vị bọn em là hàng xa xỉ. Không rơi xa xỉ cũng không rơi xa xỉ, mà bình dân cũng không rơi bình dân, cho nên nhé, nó không có lợi nhuận cao. Không, thực ra anh Hùng Anh nói có một cái ý rất là đúng. Không phải ai cũng có sự hiểu biết nhất định về nội thất. Cái sự hiểu biết về nội thất nó không đủ nhiều thì người ta sẽ chỉ đến bằng cái định vị của thương hiệu đấy thôi. Người ta muốn mua một thứ đắt tiền thì người ta sẽ đến cái thương hiệu mà nó mạnh, bởi vì người ta biết là đến đấy hàng brandy thì nó đắt. Hoặc là người ta mua đồ nó rẻ hẳn bởi vì là người ta muốn tiết kiệm chi phí. Còn nó rất là khó ở lưng chừng là bởi vì là người ta cũng không định vị được luôn. Thường là đấy là cái mindset đến từ người tiêu dùng nha. Đây dạ, không phải là... Vâng, em xin phép được trả lời là thực ra là cái yếu tố là vì sao bọn em chọn affordable luxury ấy, nó là yếu tố về lịch sử một chút. Bởi vì thực sự là bọn em là bắt đầu để làm thành hiệp một cái brand này là bọn em mỗi ông có 10 triệu. Bọn em cũng là những cái con người mà cũng chỉ là bố mẹ là công ăn lương thôi. Thế nên lúc mà khi mà bọn em phát triển dần dần ấy, thì em nghĩ rằng là có nhiều chiến lược. Một là chúng ta bán rẻ vì cần nhiều tiền để mà làm được cột kho các thứ. Hai là mình bán đắt lên, nhưng mà đắt lên thì mình đã là ai đâu. Thế nên là em chọn một cái định vị như thế này. Cái chiến lược của Trang nói là đúng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại cái chiến lược này của em vẫn chưa sai. Chưa sai nhưng mà nó chưa nét. Cho mình hỏi kỹ hơn một chút về cái financials nhé. Tại vì mình muốn hiểu hơn từng cái bước các bạn đi thì mình mới có thể giúp các bạn phân tích xem là cái cơ hội nó nằm ở đâu. Năm 2021 thì là doanh thu của em 13 tỷ ạ. Rồi. Và lợi nhuận là em nghĩ rằng là exact cứ để khoảng 3 tỷ rưỡi. Ba tỷ rưỡi? Vâng. 2022. 2022 thì là doanh thu là 24 tỷ, lợi nhuận là 2 tỷ 8 nhé, 2 tỷ 8, 2 tỷ 9. Ok, đến năm 2023. 2023 thì mình ước tính đi. Thì 9 tháng đầu năm nay. Rồi. Thì là doanh thu là 13 tỷ rưỡi. Rồi. Và bọn em lợi nhuận là 22 triệu. Và đến cuối năm thì các em đã ước tính chưa? Em đang projecting là tầm 35 tỷ và lợi nhuận cuối năm đấy là 2,8 tỷ. Thế thì một cái vấn đề mà tôi nhìn thấy ngay á là khi mà doanh số của các bạn có tăng nhưng mà lợi nhuận nó lại không tăng. Bởi vì là năm 2021 là bọn em không tăng trưởng, bọn em không làm gì cả. Đến năm 2022 thì em bắt đầu là mở nhiều cái chiến dịch truyền thông hơn. Em mở showroom ở Hải Phòng. Và đến năm nay thì bọn em lại tiếp tục mở showroom ở Sài Gòn, kết hợp với cũng ra nhiều bộ sưu tập các thứ. Nếu mà bạn mở showroom thì bạn đừng hạch toán nó vào lợi nhuận. Thì bọn em lại cứ thật quá. Không phải tính thế là tính sai chứ không phải là thật. Làm giảm giá trị cái business của bạn. Tại vì nếu mà nhìn vào như thế này thì không phân tích được là cái hiệu quả kinh doanh nó nằm ở đâu. Nhưng mà cái tiềm năng lợi nhuận của các bạn nó hơi chậm. Em nghĩ là chậm thì thực ra là bởi vì là bọn em xuất biển thấp quá.
và em tự tin rằng là bây giờ nếu mà có khách sạn đồng hành chẳng hạn thì là em sẽ có thể đạt được cái gì đó. Cái khẩu vị của anh là theo thiết kế Scandinavian aspirational, cũng là một cái angle thú vị. Aspirational living, aspirational luxury, affordable luxury là tốt. Nhưng mà không biết là anh có thể add value cho hai em về cái mô hình này á. Chắc phải có một số chart ở đây là hợp lý hơn đầu tư vào hai em á. Cho nên quyết định của anh là I'm out. Cảm ơn sát. Mình nhìn thấy hình thức ở đây thì rất là thích. Thế tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là với những sản phẩm mà của thương hiệu Việt như thế này thì sẽ luôn luôn nhận được cái sự ủng hộ nhất định, nhưng nó cũng sẽ cần nhiều thời gian để các bạn thực sự xây được một cái thương hiệu nó đủ mạnh. Khẩu vị của quỹ nhà tôi thì nó thiên về đầu tư công nghệ, nên là vì vậy tôi cũng sẽ không đầu tư. Tôi thấy đánh giá rất là cao các bạn, đẹp trai, sáng láng, sáng sủa, khí chất sang trọng. Đi gọi vốn bao giờ cũng phải gieo vào cho nhà đầu tư một cái lòng tham bằng cách vẽ ra một bức tranh nó rất là đẹp và khả thi, sắc bỏ vốn vào đây tỷ, ví dụ thế, sau 5 năm nữa thì sẽ lấy được 5 tỷ hay 10 tỷ. Từ và em sẽ phép cắt được cái lời xác. Từ trước đến giờ, từ cái tầm nhìn cho đến tất cả mọi thứ của bọn em thì là dựa vào cái khả năng của hai anh em là chính thôi. Tuy nhiên khi mà lên đến đây là bọn em muốn gặp các xác, ngoài cái vấn đề là nghe lời khuyên cũng như là để gọi vốn ra, thì thực ra là bọn em cũng muốn có những góc nhìn của các xác về những cái thứ chiến lược hơn cho cái doanh nghiệp này. Nếu như các xác không có chuyên môn về này, thực ra là các xác chỉ cần đưa ra chiến lược, bọn em sẽ là người làm, bọn em sẽ thực thi cho các xác. Và ngược lại mà bọn em tin rằng là khi Man mà có các xác thì không khác gì như cánh thêm hổ. Như hổ thêm cánh chứ. Cánh thêm hổ ạ? À, cánh thêm hổ luôn. Good one. Đấy. Tôi chỉ để tâm khi nào là một là gãi đúng chỗ ngứa của tôi, tức là đúng ngành đúng nghề của tôi. Dạ. Và thứ hai nữa là hoặc là có thể làm cho tôi nổi lòng tham khi mà người thấy mùi tiền, tôi quyết định không đầu tư. À vâng, cảm ơn. Khi mà tôi thấy cái màn trình diễn đầu tiên của thương hiệu của mình ấy, là tôi đã đoán trong đầu rồi là startup của mình có lẽ là sẽ không hiểu rõ cái USP hấp dẫn, cốt lõi, đặc trưng và thú vị nhất của sản phẩm để tiếp cận thị trường. Tại vì các bạn cứ thử hình dung đi, nếu mà cái màn múa đó đặt một cái bộ sofa khác của một cái thương hiệu bất kỳ về nội thất nào khác vào đấy thì nó cũng chẳng sao. Trong khi cái màn đầu tiên đấy đáng ra đúng ra là các bạn phải communicate, phải trao đổi được những cái điểm hấp dẫn, đặc trưng, ngon lành nhất, hay là giống như Shark Bình nói là phải có mùi tiền của cái mô hình kinh doanh của riêng mình. Đấy sẽ là cái vấn đề cốt tử. Và với cái điều này thì mình sẽ không đầu tư. Cảm ơn. Làm hàng cao cấp là buộc làm chi phần lớn cho tiền quảng cáo. Có thể một năm em bán vài điều, có khi còn tốt hơn bán 10 điều. Còn khi tụi em mở showroom ở Sài Gòn, tụi em cũng phải rất là cẩn thận. Cái sức mua nó cao hơn Hà Nội, nhưng mà đi kèm với đó là cái yêu cầu người ta mua hàng nó cao cấp hơn. Qua những yếu tố đó là anh cũng mong tụi em là về rút kinh nghiệm lại. Chứ về phương diện về đầu tư á, là anh sẽ không đầu tư, nhưng mà anh sẽ cố gắng, anh sẽ ủng hộ tụi em ở trong cái showroom Sài Gòn này. Vâng. Thì bọn em xin phép được cảm ơn các sát rất nhiều. Ok. Rồi được đầu tư hay không thì là bọn em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng trên cái con đường của mình và cái tầm nhìn của mình. Rồi, cảm ơn em. Nâng ly mọi cột mốc cùng Crossberg. Chất men của thành công. Crossberg chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.